Chỉ còn gần một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Thời điểm này, bên cạnh việc căng mình ôn luyện, nhiều sĩ tử đang dành thời gian tìm hiểu ngành nghề để đăng ký xét tuyển đại học. Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã gợi ý một số ngành nhận được sự quan tâm của người học và các đơn vị tuyển dụng. Học viện thì đều có các khối ngành truyền thống về nông nghiệp thì chiếm khoảng 30% thôi. Còn khối ngành, khối kinh tế, xã hội nó khoảng 40%. Và khối ngành công nghệ như công nghệ ô tô, công nghệ thông tin 30%. Nhóm ngành hot đó là nhiều người đăng ký. Ví dụ như ở học viện thì công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, rồi tài chính ngân hàng, logistics, rồi thương mại điện tử hay là kinh tế tài chính, rồi du lịch, rồi ngôn ngữ Anh hay là luật. Trong những năm vừa qua thì cái tỷ lệ đăng ký cũng tăng. Điểm chuẩn thì của năm 2022 thì cũng khoảng của học viện nằm ở khoảng 20-23. Để đảm bảo quyền lợi và cơ hội xét tuyển của mình khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, thí sinh cần tìm hiểu kỹ càng, chọn ngành nghề phù hợp với bản thân để có thể gắn bó lâu dài. Thì các em khi mà đăng ký khối ngành thì lưu ý ta tìm hiểu kỹ khối ngành, chứ không phải chỉ mỗi cái tên. Và trong các ngành đó thì ta quan tâm cái khi đăng ký là không phải tên của trường mà cái năng lực đào tạo của trường đó. Trong cái số đó thì có cái tỷ lệ việc làm của sinh viên cũng như là rất nhiều cái chương trình đã được kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ta xét tuyển cuối cùng là con đường ta vào đại học thì có cơ hội nào, chúng ta tận dụng cơ hội đó thì khi ví dụ như cái kỳ thi điểm trung học phổ thông, rồi là cơ hội để xét tuyển đăng ký sớm, rồi là cơ hội cộng điểm ưu tiên, cơ hội được kỳ thi kiến thức công nghệ, kỳ thi tất cả những cái mà các trường đưa ra thì các em nên tận dụng cơ hội đó. Năm 2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh 18 nhóm ngành với tổng chỉ tiêu là 5.850. Học viện tuyển sinh 4 phương thức, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông và xét tuyển kết hợp.